Ôi trời ơi, có làm gì đâu. Không hiểu làm cái gì sai luôn mà tự nhiên bị vậy. Nói chuyện có chút xíu thôi giờ bắt ra đứng vậy cực khổ quá à. Đi mắc tè cũng dám đi tè nữa. Có ông nữ khỏi bài, tôi ở nhà tự học bài đi, tôi chỉ ông á, hay quá. Trời ơi là trời, thì không biết thì hỏi thôi trời ơi. Nhưng mà khó quá, không làm gì nó hỏi có một câu à. Ôi. Hình như ra vậy. Ngon, dây rồi, được thoát rồi, được thoát rồi. Được rồi, bây giờ mấy đứa về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ. Ngày mai thầy kiểm tra, lớp hôm nay học đến đây thôi. Thầy ơi, tụi em biết lỗi rồi thầy. Cho em đi vô để em ra về với mấy bạn được không? Thầy ơi, cái cổ của em nó đau quá, thầy đa cho em đi thầy ơi, em chịu hết rồi. Như vậy ngày mai tụi em nghỉ học luôn, không đi học luôn á thầy, mệt quá rồi. Mệt hả? Các cô cậu là những học sinh cá biệt nhất trong cái lớp này. Các cô cậu bài đặt nó mệt với tôi hả? Mệt thiệt mà thầy. Thầy đừng đứng như vậy xem. Thôi khỏi đi. Tôi không bao giờ tôi đứng như mấy đứa đâu. Tôi đâu có quậy như mấy đứa đâu. Nói chuyện có chút xíu thôi à. Em biết tội các em là gì không? Nói chuyện trong giờ học nè, không thuộc bài nè, không làm bài nè, đi học trễ nè. Bây giờ các em có đáng phạt không? Nhưng mà tụi em phạt đủ rồi thầy. Cho em nghỉ đi thầy. Tụi em còn ra về với ba với mẹ em đang trông chờ. Thầy làm vậy là ba mẹ em buồn lắm đó thầy ơi, là thầy. Buồn cái gì mà buồn? Bây giờ mấy đứa lấy sách xuống dẹp cho thầy đi. Rồi, bây giờ các em vô dẹp sách hết ráo đi. Rồi xong dạ, ra gặp tôi. Dạ. Nhanh lên đi mấy ơi. Mấy cái đứa này á, học không là học tối ngày suốt ngày lo quậy phá luôn à. Được về rồi, được về rồi. Xong rồi thôi, tụi em đi về nha thầy. Dạ tụi em về đó thầy. Hai đứa đứng lại. Có chuyện gì vậy thầy? Tôi hai đứa vô dẹp sách chứ tôi chưa có kêu là hai đứa đi về nghe chưa? Ủa? Thôi không dẹp sách rồi đi về, chứ làm gì thầy? Bây giờ hai đứa ở lại trực nhật cái lớp này cho sạch sẽ rồi mới được đi. Thầy ơi, thiệt luôn á thầy. Ăn thở gì, hai đứa đi vô trực nhật nhanh. Trời ơi, hai đứa mà không trực nhật nhật sạch sẽ là tôi không cho về luôn đó. Thôi vô trực nhật lớp vậy, trời ơi, tưởng được khỏe rồi ai ngờ đâu á. Giờ phải trực nhật lớp nữa các bạn ơi. Ai trời ơi là trời ơi, đóng lớp lại tụi mình dọn rồi để ghế lên đại đi Jimmy ơi. Ai trời ơi, bôi cái đống này nữa là ôi xong rồi Jimmy ơi. Cuối cùng cũng xong hết cái bảng này rồi, mệt hết cả người. Đi về đây. Ai trời ơi. Trường về hết luôn rồi, còn tụi mình thôi à Jimmy. Trời ơi thầy. Tại cái gì không nghe thầy nói hả? Thầy tùm lum thứ luôn kìa, chứ tại tôi vậy trời ơi liên quan đâu. Ai, trời ơi, ơi. Xe kìa đi, đóng cửa mất tiêu luôn rồi. Bây giờ sao vậy? Trời ơi là trời, cái gì vậy trời? Rồi xong luôn rồi, thầy bắt tụi mình làm cho bây giờ. Bây giờ tụi mình bị mắc kẹt ở trong cái trường này luôn rồi, không làm gì được luôn rồi, không ra được. Giờ có lẽ hôm nay chúng ta làm thử thách 24 giờ sống trong trường luôn á trời. Trong trường giờ đóng cửa, còn chữa mình với Jimmy rồi mấy bạn ơi. Trời ơi là trời á. Thầy khổ quê thân thiệt chứ. Chật nhật cho cô vô xong rồi. Cuối cùng, cuối cùng cũng xong rồi. Ủa? Bây giờ này mày chưa về nữa hả? Trời ơi, tao bị tao tháo rượt nãy giờ trong nhà mày xin muốn chết luôn. Cuối cùng cũng nó nhẹ nhõm rồi. Nhẹ nhõm ghê ha, mày là người thứ ba rồi. Mày sẽ nhẹ lắm khi mày đi ra thấy cái cổng trường đã khóa và mày không thể nào đi về. Đúng rồi. Dạ, tao mới có đi vệ sinh một xíu làm gì khóa cổng trường. Ai da. Tụi mình lau dọn cái lớp hết 35 phút nữa đi vệ sinh 5 phút. Bộ lớp mày về hồi mấy giờ? Về cùng với mọi người đó, cùng lúc mọi người thôi. Rồi mày đi tới bây giờ, mày đi vệ sinh tới bây giờ á. Trời ơi, tao đi mà tao phải đi hai lần. Ủa mà tao tưởng, ủa bộ mày không đi xe hay sao, tao ngoài tao thấy xe mày vậy? Ủa, cái xe đạp của tao đi đeo rồi, đứa nào mất dạy nó xuống. Mới chiếc xe đạp của thằng tàu hủ luôn rồi. Ôi nhưng mà mặt trời xuống luôn rồi kìa. Bây giờ nhưng mà tại sao mày với Jimmy vẫn ở đây? Tụi tao bị phạt, tụi tao phải trực nhật lớp. Trực nhật xong thì đi ra đóng cửa luôn. Mày biết không, cay lắm á bầu. Mày tính là vậy cũng may nhờ. Vậy tao không cô đơn nhau một mình tao trường, chúng tao sợ chết luôn á. Bằng gì mày qua lớp tao ở chung tạm thời ngày đi mày ơi. Được á, được á, cho qua ở ké đúng ý tao. Chứ tao ở một mình nó sợ ma lắm. Lớp của tao tụi tao dọn xong xanh sạch đẹp lắm. Đi kiếm thử ơi, coi trường mình có cái gì để mình nằm không. Chứ nằm kiểu này là đau lưng chết luôn á. Mày trời sắp tối rồi. Vô mấy cái phòng tạp vụ để tìm ơi đi. Trời sắp tối rồi, đi 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 đi. Lẹ đi. Phòng tạp vụ hình như ở đây nè mày ơi. Đâu. Trời ơi trời. Ôi trời ơi, chị ơi ở đây có mấy cái chỗ ngủ nè, mấy cái nệm ngủ nè. Đứng lấy cái đi. Cái
thầy giống như sắp xếp trước rồi biết tụi mình ở lại đây không? Đâu, hình như tuần trước á cái trường này mới đi cắm trại á nên là có mấy cái này nhiều lắm. Nhanh lên. Ừ, bây giờ đói bụng nữa nè. Ê, hay là xong cái này tụi mình đi ra căng tin thử coi có cái gì ăn không, mình kiếm gì ăn thử đi. Tại căng tin giờ này khóa cửa còn ai bán nữa. Ừ, bởi vì khóa cửa nên không còn ai bán nữa mình mới đi vô mình lấy đồ ăn. Ê, đó là ăn trộm á nha mày. Thôi, sao bây giờ không ở đây giờ sao? Đổi qua liêm sĩ gì tầm này nữa được. Đi. Mình sẽ ăn được bất kể món gì mà mình muốn luôn á mày. Ừ, nghe mà lem dữ nhờ, nghe mà lem dữ nhờ. Rồi, rồi, rồi. Được rồi, đi thôi. Ăn căng tin là ăn cái gì cho nó đã đây ta? Đi. Chúng ta mở tiệc buffet đây bà con ơi. Ê trời ơi, nó tối hui vậy trời. Ê có cái chỗ công tắc đèn đâu? Công tắc đèn ơi, cắt cái đây đây đây. Wow! Xay sữa. Ai tụi con tự lấy ăn cô ơi. Lấy cái gì ăn đây ta? Wow, có quá trời đồ ăn đây luôn nè tụi bay. Thôi, tao sẽ đóng hai cái hamburger vậy. Thôi băm thôi. Ê, cái gì? Cái bên kia heo tao nghe nói hồi xưa nó khóa lâu lắm rồi. Với lại hồi xưa nó là cái nhà kho mày. Không phải nhà, hồi xưa nó là cái sân vận động. Bây giờ trường mình nó có sân vận động mới rồi nên là cái sân vận động này trở thành cái nhà kho. Thôi bà rảnh quá ha bà nội. Tao chưa vô lần nào hết luôn á. Bà nghe nói là trong đó có gì ghê lắm á. Nói chung là thầy cô giáo kêu cấm được lại gần cái chỗ này. Cấm lại gần sao? Ê nhưng mà tao cũng tò mò thử. Đó giờ mình học mình có thấy cái gì đâu mà ghê. Không thấy gì đâu. Ừ đi coi thử không? Chứ giờ chưa buồn ngủ sao ngủ được ba? Cũng đúng ha. Ê đi. Ở nhà là tụi tôi đánh liên quân mà. Ừ thôi đó đi bà con ơi, đi bà con ơi, đi. Ê qua cái nhà kho coi thử mấy bạn ơi. Không biết là bên cái nhà kho này nó có cái gì không nữa. Đúng nghĩa cái nhà kho luôn. Cái gì đâu tùm lum hết vậy trời, như cái bãi rác như bãi chiến trường á. Mà sao gì mà mạng nhà từ luôn, từ lúc không ai được. Ê bây giờ ghê quá, tao muốn về á. Từ từ đi, đã có cái gì đâu. Cái nhà kho thôi cũng ghê nữa, mày cái gì cũng sợ hết vậy mày. Có cái gì hay gì sao, từ từ thôi. Ơi tại sao giờ đây con ở đây, đây gì vậy, đây là gì vậy? Ơi vậy phá gì hả? Ơi chạy 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 ơi chạy ơi, vô trường vô trường vô trường. Ủa sao có cái ông gì trong trường mình đi ghê quá vậy trời. Vô chưa mọi người, vô chưa. Vô lớp đi tụi bay ơi. Ơi con quái vật hồi nãy là nó làm sao vậy mày? Đúng rồi đó, nó là sao vậy mọi người? Chán nó, tao bỗng nhiên tôi nhớ là câu chuyện mà mọi người trong trường hay kể cho tao biết. Hả trường mày, ủa là trường này có một người bảo vệ. Ừ thì trường này bảo vệ đúng rồi. Không phải người bảo vệ bình thường mà là một con quái vật bảo vệ. Quái đêm nó sẽ bảo vệ ngôi trường này. Quái vật bảo vệ ha. Con mà trong nhà kho mình thấy hình như nó chính là quái vật bảo vệ đó. Hả? Sao mày không nói sớm? Ê, tao thấy gì mày cửa sổ. Cái gì vậy? Đang bàn bán về ba. Ơi, sao con quái vật này lại trong trường mình vậy? Ơi. Vậy là sao vậy? Ơi. Đang tìm cách vô kìa, đang tìm cách vô kìa đó Lâu ơi. Nó đâu rồi? Ơi, mình chạy, mình bọc qua bên kia, mình chạy ra khỏi cái trường đi, nhanh lên. Đúng rồi, xuống. Nhanh lên Hữu ơi. Ôi, quay vật bảo vệ hả trời. Trời ơi, lần đầu tôi học cái trường này biết bao nhiêu năm rồi giờ tôi mới biết hả trời. Tao nghe đồn, giờ tao thấy trận mắt tao tin là sự thật rồi đó. Kìa, mình phải. Nó kìa. Ôi ba má ơi, cứu con người ơi. Trời ơi, ai chơi nhốt tụi con ơi. Đừng làm trộm với tụi bay, đừng làm. Tụi con phải ăn trộm chú ơi, Chú ơi. Nhanh lên, đi tụi bay ơi. Ê, cậu mất tiêu rồi. Đi, cậy bả luôn đi, chạy. Ê, tao trên nóc nhà nè. Ê, nhìn lên nóc nhà đi, tới đây nè. Trời ơi, leo trên đó vậy mày, con quá giật đó rồi. Đúng rồi. Ôi, hâu. Con quái vật hâu. Ôi tàu hủ
rồi sẽ đến lượt chị bay. Trời ơi, tiệt tiệt chứ, trời ơi, đi. Không ổn, mình đứng ở đây nó sẽ kiếm mình đó. Nhanh lên. Mình mà đứng ở đó thì ổng sẽ tìm ra mình và ổng sẽ yếu mình đó. Rồi kiểu này không ổn kìa rồi, kiểu này không ổn thì sự rồi. Tàu hũ đã bị xử rồi bạn ơi. Nhanh lên. Bây giờ tôi nghĩ là chúng ta cần chạy qua phòng bảo vệ đi. Nhanh lên phòng bảo vệ đây nè, nhanh lên nha mấy ơi. Ok, tôi sao lượng bảo vệ. Trời ơi là trời, sao có sao có con quái vật bảo vệ đó trong trường của mình chứ trời. Trường của mình nuôi quái vật ha. Phòng bảo vệ. Đây thôi. Vô đây cho mấy ơi, vô đây. Có camera nè, camera, coi camera đi. Ôi, camera này không có gì hết Jimmy ơi. Chỗ này cũng không có gì luôn Jimmy ơi. Hình như nó đi đâu rồi phải. Ôi, nó đây rồi. Nó đang cầm cây dao đi trong vòng lông trong trường của mình. Đây rồi, nó nè. Ui, có rất là ghê nha. Hàm răng của nó rất là ghê sợ luôn á. Có vẻ như là nó đang đi tìm chúng ta hay sao á Jimmy ơi. Ui, nó đang đi kiếm mình tùm lum nơi á Jimmy à. Bây giờ mình phải tìm cách gì đi. Chứ vậy không thôi là mình bị bắt lấy bà luôn á. Mình phải tìm cách gì đó để trả thù cho tàu hũ đó nha. Bây giờ không biết cách nào để mình giết được cái con đó hay không nữa. Chứ bây giờ mình cứ vậy hoài là thấy không được rồi đó. Mình sẽ chết như thằng tàu hũ. Thấy hồi nãy thằng tàu hũ không? Chết một cách giả man luôn mà. Thì bây giờ mình kiếm cách gì để mình tiêu con quái vật đó đi nha. Hey, trời ơi, khó dữ vậy. Hey, đi kiếm thử coi trong phòng bảo vệ này có cái gì đó để mình. Ui, có mấy cây gậy gì tùm lum này chứ mấy ơi. Mấy cây gậy này. Ôi, tôi cầm cây này cho nó chắc. Tôi cầm cây mỏ lết để cho có gì còn phòng ngự để nó nữa các bạn ơi. Chứ còn đó nó cầm nguyên một cái cây dao luôn mà. Tôi sẽ cầm cây gậy bóng chày. Ôi, cây này được á. Bây giờ thì mình lén đi thôi. Chứ kiểu này. Ôi, nó kìa, chạy. Sao cái con đó nó cứ ở đây hoài vậy? Mày chết nhanh thôi, không đau đâu. Nó đi vào cái phòng bảo vệ rồi. Vào đây. Bây giờ mình tìm cách nào, Tôi cũng không biết nữa Jimmy ơi. Bây giờ có cách nào để mình xử được cái con đó không trời? Tôi nghĩ là tụi mình phải tạo nên một cái bẫy hay cái gì đó. Đúng vậy, chứ là mình phải tạo một cái bẫy gì đó rồi. Chứ kiểu vậy sao mà ổn được đây mấy bạn ơi. Cái con đó nó ghê quá à. Chúng ta phải tìm được cái gì đó để ngăn chặn nó chứ. Ui, có một cổ máy gì nè Jimmy ơi. Máy gì vậy? Cái máy gì nhìn như cái máy giò hay là cây súng hay là cái gì trời. Máy gì lạ lắm. Đây nè, Red Bloom Oban. What the hell, cái tên gì lạ lùng vậy trời. Ừ, nghe lạ thiệt á. Súng này có năng lượng làm gì vậy? Adu, bắn ra cái kìa các bạn. Adu, ơi, có khi nào cây súng này giúp chúng ta xử được cái tên quái vật kia không Jimmy? Tôi nghĩ chắc là vậy đó nha ơi. Ui, được rồi. Nó đâu rồi, cái con quái vật ở đâu rồi? Nhanh lên. Theo tôi Jimmy, theo tôi. Rồi. Tôi sao dữ ông? Tôi đâu rồi, mấy thằng cốt đó. Nó chửi mình kìa luôn rồi, cái bài cái con quỷ sao thế này? Đâu rồi? Tên quái vật ta đây nè. Làm sao mày lấy được cái súng đó? À, vậy là ngươi biết cây súng này có tác dụng là gì sao? Vậy là ngươi sợ cây súng này hả? Vậy thì thôi, đợi ngươi rồi. Chưa. Trời. Hút rồi. Hút. Đã bị chọn mà cấp ngu thật. Mày nè. Nhìn như nào. Mày như nào. Giết được cái con quái vật luôn này chứ mày. Quái quá vậy. Ông Nhượng ông giỏi thiệt á. Thôi được rồi. Bây giờ mình đi về thôi chứ mày ơi. Ê, con gì kìa? Ủa, tàu hũ. Ủa, mày chưa chết hả? Chết cái đầu. Đúng rồi, mày sống dài thiệt. Sao mày sống dài vậy? Cái lúc đó tao tính quắt lại cho tụi mày cứu tao, tụi mày bỏ tao đi. Ơi, tao thấy mình ở lại cái trường này không hợp lý tí nào mày ơi. Chạy gấp. Leo vào. Tao giờ này mới đứa bay còn ở trong trường nữa. Ơi, thầy ơi, thầy giám thị. Trời ơi, thầy giám thị. Tụi em dọn vệ sinh trường xong rồi em bị nhốt ở lại luôn. Con quái vật ghê lắm thầy ơi. Con quái vật gì trong kia? Em đã dùng cây súng này tiêu gì được nó rồi thầy? Quái vật gì? Ủa nó chết rồi hả? Tụi mày làm gì con quái vật? Đúng vậy, con quái vật rõ ràng em đã dùng cây súng này em bắn nó nè. Tụi mày ảo tưởng rồi đó ha. Tụi mày ở lại quái vật quay chỗ. Cái gì kỳ vậy trời? Không có lý do. Ơi ơi, thôi mở cửa cho tụi em đi về đây ơi. Em không có lại trường này đâu. Chứ ông bảy bảo vệ đâu không mở cửa cho tụi bay hả? Ơi, ông đâu mất tiêu luôn rồi. Đi về các bạn ơi. Trời ơi, cái trường này ghê quá à. Mốt từ nay không dám đi học nữa luôn quá trời. Tao chờ tao nhớ. Mở cổng này ơi. Tao lên tao chở mày về. Trời ơi, bị trọng thương rồi sao mày đi về được. Tao vô bệnh viện chơi. Thôi đi về ngủ mày ơi, mai đi bệnh viện sao. Nhanh lên lẹ. Trời ơi. Lên. Trời ơi, chở thằng này về thôi các bạn ơi. Thôi tạm biệt thầy nha, em đi về đây. Trời ơi.